Xin chào mừng tất cả mọi người đến với chuỗi video 30 ngày tự học hết ngữ pháp sinhzen N3 và chuỗi video này thì mình sẽ đăng vào lúc 7 giờ tối hàng ngày nha cứ 7 giờ tối giờ Việt Nam ấy thì mình sẽ đăng công chiếu các bạn chú ý khoảng thời gian nhé và trước khi vào bài thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cuốn sách sinh này thì cuốn sinh dây này thì sẽ gồm 12 bài chính, 12 bài chính nhé và các bài phụ, các phần phụ như phần a b c d f h thì mình sẽ cho là khoảng 20 bài và mỗi video thì mình sẽ làm ba cấu trúc ngữ pháp và chúng ta sẽ học liên tục trong 30 ngày nhé và ở trong video thì mình sẽ có làm phần ngữ pháp này, phần ví dụ này, phần bài tập sau đó chỉ có phần bài tập và phần cuối cùng là phần dịch câu thì cái phần dịch câu này thì các bạn sẽ dịch ở nhà sẽ luyện tập ở nhà, sau đó thì các bạn sẽ gửi cho mình, một là sẽ gửi lên trên bình luận vào trong cái bài này, hoặc là các bạn sẽ gửi vào trong nhóm thì mình có cái nhóm riêng nhé để cho hướng dẫn cho các bạn học. thì ai mà cần thì các bạn cứ bình luận dưới thì mình sẽ cho vào nhé. OK thì mình sẽ vào bài và ba cấu trúc của ngày đầu tiên của chúng ta sẽ là Uchi Ní Cấu trúc đầu tiên sẽ là Uchi Ní và Ai Đà Ai đã ní. và cấu trúc cuối cùng là BTC Đà Đen này tốt thì mình sẽ đi vào từng cái một nhé thì thằng đầu tiên của chúng ta sẽ là thằng Ư trì nĩ thằng này thì nó sẽ có hai nghĩa hai cách dùng khác nhau nhé cách dùng đầu tiên của chúng ta sẽ là nhân lúc các bạn sẽ dịch là nhân lúc nhé nhân lúc trạng thái a chưa thay đổi thì thực hiện hành động b ví dụ như là uh, nhân lúc mà còn trẻ thì uh, đi chơi nhiều vào uh, ví dụ người ta hay có câu là uh, trẻ không chơi già đồ đốn đấy đúng không thì nhân lúc trạng thái a chưa thay đổi nhá thì thực hiện hành động b hoặc là um, Nhân lúc mà còn ở nhật ấy, thì tôi muốn uh, leo núi phú sĩ chẳng hạn vậy thì cái thằng uh, nhân lúc mà còn ở nhật cái thằng vế một nhá thì ta không thể tiếp diễn mãi được mà nó sẽ kết thúc đúng không? không mình không thể ở nhật mãi được hoặc là cái việc còn trẻ thì chúng ta không thể còn trẻ mãi trẻ mãi được nên là người ta sẽ dịch là nhân lúc trạng thái a chưa thay đổi thì thực hiện hành động b nhá uh, chúng ta sẽ có cách chia là đối với động từ chúng ta sẽ chia dạng V đự về tự và về nay không có về tải nhé không có quá khứ nhé còn đối với tính từ thì sao chúng ta sẽ có đôi y giữ nguyên y đôi na thêm na vào và danh từ chúng ta sẽ thêm nô no vào cộng với ừ, chỉ ní nhân lúc nhé đây các bạn ghi nghĩ ý nghĩa vào này à, nhân lúc tranh thủ nha nhớ là nhân lúc tranh thủ trạng thái A chưa thay đổi thì thực hiện hành động b đó và nếu không thực hiện hành động b thì có thể sẽ bị muộn mất nhé hoặc là không còn cơ hội hay là khả năng làm nữa nhưng các bạn phải ghi rõ cái phần này nhé nha. Tại vì tí nữa nó sẽ bị uh, lộn với các cấu trúc khác nữa nhá Nhớ là không thực hiện anh B thì có thể sẽ bị muộn mất hoặc là không còn cơ hội nữa Ví dụ như cái ví dụ này mình mới nói đấy, là cái việc mà còn trẻ thì không thể trẻ mãi được đúng không thì nó phải già đi chứ đúng không thì nhân lúc mà còn trẻ thì chơi nhiều vào à, nhân lúc mà chưa lấy vợ thì cũng chơi nhiều vào nhưng lúc lấy vợ thì không <laughs> không chơi được đúng không chẳng hạn như vậy nhá và chú ý ở đây là B là một hành động không à, có chủ ý và mang tính ý chí của mình nhá, nhớ là thằng B là thằng hai này nhá là nó sẽ phải có ý chí nhá à, chúng ta thử đi vào một số ví dụ này Omega ga furunai uchi ni hayaku kaimono ni ikke ko koyo là chúng ta sẽ dịch cái vế này trước nhé nhân lúc mà trời chưa mưa vừa này nhá thì hãy nhanh chóng đi mua sắm rồi về chúng ta có cái thằng ite kimat đúng không là tê kimat là đi rồi về còn yo yo đây là thể ý định có nghĩa là cùng nhau đấy nhá thì nhân lúc mà trời còn chưa mưa thì um, hãy nhanh chóng đi mua sắm đi mua đi rồi về hoặc là nếu mà trời nó mưa thì sao thì sẽ không đi được nữa đó nhớ thằng này nhá thằng ví dụ thứ hai này hoặc khai ni na keke no là nhân cái lúc mà còn trẻ nhá cái còn trẻ này thì nên tích lũy nhiều kinh nghiệm vào còn chúng ta có cấu là về tà hồi ai đúng không là nên nhá nên tích lũy nhiều kinh nghiệm vào vậy cái việc còn trẻ này nó không thể mãi được đúng không nó không thể tiếp diễn mãi được ai cũng phải già thôi nhá ờ à, hay là ví dụ thứ ba này ni hùng ni y y được ai đã sang ni đầu tề mì tai là nhân lúc mà còn ở nhật đấy thì tôi muốn này về tề mì mát nhá là tôi muốn thử leo núi Phú Sĩ một lần đó vậy thì cái thằng ở nhật này ví dụ mình đi thực tập sinh nó mình không thể ở nhật mãi được chắc chắn là mình phải về đúng không? nên là nó nhân lúc mà trạng thái a còn còn đang tiếp diễn nhá thì thực hiện hành động b nha nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa về nước thì thì sẽ không còn cơ hội để leo nữa nhá à, chúng ta sẽ sang ví dụ thứ tư nhá akaruchi <laughs> nino soshiyo citsumo À, là trong nhân cái lúc mà còn trời còn sáng à, cơ sáng đó, trời còn sáng đấy thì hãy um, dọn dẹp cái vườn nhá cái từ này là bị thừa mất chữ y nhé mọi người xóa chữ y đi nhá ct sima ư sima là sẽ hoàn thành trong tương lai đúng không ồ ồ này lo thể ý định là sẽ à, cùng dọn dẹp nhé. cùng dọn dẹp cái vườn à, nhân cái lúc mà trời đang còn sáng à, trời tối đi thì không dọn dẹp được nữa đúng không nhá đây thì nghĩa đầu tiên của chúng ta sẽ là nhân lúc trạng thái a chưa thay đổi thì thực hiện hành động b và tí nữa mình sẽ cho các bạn luyện tập sau nên là mà các bạn cứ ghi um, các cấu trúc này vào các ví dụ này vào và lấy ví dụ thêm vào nữa nhé thì mình nghĩ mình sẽ luyện tập sau ok mình sẽ sang cách dùng thứ hai của thằng ngư Trì ní này à, thằng ngư Ní thứ hai thì mình sẽ không dùng không dịch là nhân lúc nữa mà mình sẽ dịch là trong lúc nhé à, trong lúc trạng thái a đang tiếp diễn thì b dần dần thay đổi nhá trạng thái a đang tiếp diễn thì b dần dần thay đổi nhá và B nó dần dần thay đổi thì không bao giờ có chú ý được. Cái, nhớ cái thằng B này nhá. Các cái phân biệt cái này chủ yếu là mình dựa vào thằng B thôi. Cái thằng B của thằng nhân lúc thì nó là nó có chú ý. Nhưng mà cái thằng B của thằng trong lúc này thì lại không được phép có chú ý. Tại vì nó dần dần thay đổi mà. Ví dụ như là trong lúc mà đang nghe thầy giáo giảng đúng không? Thì mình dần dần mình hiểu bài ra. Đúng không? Mình dần dần mình hiểu bài ra. Một cách rất là tự nhiên nhá. Hay là trong lúc mà đang xem phim với người yêu chẳng hạn thì dần dần tự nhiên là buồn ngủ thì kiểu buồn ngủ thì cái trạng thái nó, dần dần cái việc buồn ngủ thì mình không thể nào có chú ý được nhá thì cái này này nó là trong lúc a đang tiếp diễn thì b dần dần thay đổi à, thì cách chia thì đối với thằng này nhá nó không còn tính từ nữa cho để ý nhá cách khác này thứ nhất là nó không có tính từ nữa động từ thì vẫn như vậy nhưng mà không có tính từ nhá và cách dịch nó hơi khác một chút nữa là trong lúc nhá ý nghĩa này trong lúc trạng thái a đang tiếp diễn thì b dần dần thay đổi nhớ là b dần dần thay đổi nhé để mà phân biệt nhé và b là hành động có chủ ý và không mang tính ý chí nhớ nhá nhớ cái thằng này hơi hay rất là hay bị nhầm các bạn hay nhầm các cái này nhé và chúng ta sẽ vào một số ví dụ cho các bạn hiểu rõ hơn này ano ko wa hisashiburi agwanai uchi ni zuibun otona ni à, là cái đứa trẻ kia nhá là hisashiburi đúng không là khoảng một khoảng một thời gian dài không gặp ấy thì nó đã khá là lớn rồi đúng không thì cái việc lớn này không phải đùng cái nó lớn lên được đúng không mà nó phải dần dần nó biến đổi nó phải lớn lên từng ngày chứ không thể ví dụ như là năm trước mình gặp nó mới cao khoảng mét Và năm nay nó đã lên khoảng mét rưỡi hai mét rồi chẳng hạn như vậy đúng không thì nó dần dần nó biến đổi nó không thể là đùng cái thay đổi được mà b nó dần dần biến đổi nhá à, trong lúc trong một khoảng thời gian dài mà không gặp nó ấy, thì nó đã khá là lớn rồi đó hay là ví dụ hai nhá onga chini là trong cái lúc mà tôi đang nghe nhạc, tôi đang nghe nhạc nhá thì đã dần đang ngủ đi, đang ngủ mất tiêu ấy, nề mươi ấy, an ne đi nhá. Đang ngủ mất tiêu rồi. Vậy thì cái chàng đang ngủ này nó không thể xem cái ngủ luôn được, đúng không? Mà tự nhiên mình xem xem đến đoạn nào mà nó, nó hơi chán chán đấy đúng không? Xong rồi chúng ta đi ngủ thôi, bị à, ngủ rồi. Thì cái trang này nó không thể nào mà à, có chú ý chúng ta được nhá. Uh, hay là ví dụ thứ ba kasaneru uchi ni hikeru ngay cả này các bạn nhìn chữ hán cho nó quen nhé đây mình không phiên âm ra đâu các bạn chú cố gắng nhé uh, ngay cả cái này là kyoku là bản nhạc này ngay cả những cái bản nhạc khó nhá <laughs> khó một chút này thì um, trong cái lúc mà chúng ta cứ luyện tập thật nhiều các cái từ kasaneru là chồng chất lên đúng không thì cái việc trồng, trồng chất luyện tập có nghĩa là chúng ta cứ luyện tập thật nhiều vào, hàng ngày ngày nào cũng luyện tập thì sẽ có thể chơi được thôi. Hikeru yo ni Nha, chơi nhạc cụ là hiki đúng không? Còn là này nó là thầy khả năng nhá. Ừ. Hay là ví dụ thứ tư, uh, Sensei no hanashi o kiteru uchi ni dandan dan kate kita. À là trong cái lúc mà tôi đang nghe cái câu chuyện của thầy giáo, kiểu thầy giáo đang giảng bài ấy, đúng không? thì đã dần dần hiểu ra rồi Thế tôi đã dần dần hiểu ra cái vấn đề mà thầy giáo đang nói đấy nhá thì nhớ là cái chúng ta để ý này là cái đằng sau của cái thằng uh, trong lúc này nhá thì nó hay đi với nanimas nanimas là một này hay là simas sima ự sima master đấy hay là na à, uh, wakadimas đấy và hay đi với dạng là vt kimas nhá chú ý đấy, thằng này nhá thì um, mình sẽ phân biệt luôn một chút cho các bạn về hai cái thằng uh, thằng hai cách dùng này luôn nhá là cái thằng đầu tiên cái, cái khác đầu tiên có thằng nhân lúc ấy, đó là nó không thằng nhân lúc nó có đôi y đôi na danh từ còn thằng này thì trong lúc thì lại không có đúng không còn cái thằng khác nữa là cái thằng nhân lúc thì b nó có chủ ý còn thằng b này nó lại không có chủ ý và b nó là dần dần biến đổi dần dần xảy ra nhá ok chưa À, mình sẽ sang ngữ pháp thứ hai đó là thằng ai đà và ai đà đi thì hai thằng này nó cũng hai cái dùng khác nhau nhé thì đầu tiên chúng ta sẽ vào thằng ai đà ai đà thì mình các bạn có thể dịch là trong lúc cũng giống thằng chí không được nhưng mà các bạn nên dịch là trong suốt để cho nó rõ nghĩa hơn trong suốt trong suốt trạng thái a a là thằng một này này trong suốt thằng thái a nhé thì b nó cứ tiếp diễn liên tục ví dụ như là trong suốt cái kỳ nghỉ thì tôi ở nhà tôi về quê chẳng hạn tôi ở quê chẳng hạn vậy thì um, bao giờ mà hết nghỉ hè thì tôi mới trở lên thành phố nhá. nói chung là hai vế nó sẽ diễn ra liên uh, liên tục xuyên suốt liên tục luôn nhá. bao giờ hết nghỉ hè thì tôi lên thành phố chẳng hạn như vậy nhá. hay là um, trong suốt cái uh, trong suốt cái uh, uh, gì nhỉ? trong suốt cái uh, lúc mà tôi đang ở nhật uh, trong suốt mà tôi du học ở nhật đi thì tôi uh, sống ở một nơi tôi sống ở tokyo thôi đó thì khi nào mà tôi không còn ở nhật nữa thì tôi với không còn sống ở tokyo nói chung là hai cái vế nó nó phải diễn ra xuyên suốt liên tục với nhau từ đầu đến cuối nhớ phải từ đầu đến cuối nhá à, cách chia này à, thì nó sẽ có v đự vt đự nay và danh từ sẽ có danh từ nô no, cộng với ai đà. nhá ý nghĩa nhá trong suốt trạng thái a nhá ta ra thằng một đây này đang tiếp diễn thì, thì trạng thái B thực hiện nhé trạng thái B thì thực hiện trong suốt thời gian từ đầu đến cuối nhé các bạn phải nhớ nhé hai trạng thái nó liên tục từ đầu đến cuối luôn bao giờ a kết thúc thì b cũng kết thúc nhé bao giờ a kết thúc thì b mới kết thúc và nhớ là thằng b là thằng hai nhé nó sẽ phải phụ thuộc vào a phụ thuộc vào a tôi hết mùa hè thì tôi không còn ở quê nữa tôi phải đi lên thành phố đúng không hết nghỉ hè ấy. đúng không đấy nhớ nhá là b nó phải phụ thuộc vào A bao giờ a kết thúc thì b cũng kết thúc nhá ví dụ này watashi wa natsu no aida nihon no tomodachi no ue ni ita là trong suốt cái kỳ tôi đấy, trong suốt cái kỳ nghỉ hè thì tôi đã ở nhà bạn ở nhật bản đúng không thì bao giờ thì tôi mới về nhà tôi thì sau khi mà nghỉ hè hết cái kỳ nghỉ hè này thì tôi mới về nhà tôi nhá uhm, chúng ta sang ví dụ thứ hai nhá ame ga futte iru aida kisaten de ame ga yamu no à, trong suốt cái, cái thời gian mà nó mưa à, trong suốt cái cái thời gian mà nó mưa nhé chúng ta cứ dịch là cái khoảng thời gian này trong suốt cái cái thời gian mà nó mưa này thì à, tôi đã đợi đã đợi đợi cái nổ này đợi cái đợi mưa nó tạnh từ này ra mưa nhé mưa tạnh ở quán giải khát đó thì bao giờ thì tôi mới về thì bao giờ hết mưa thì tôi mới được về, đúng không? Tại vì hai vé nó diễn ra xuyên suốt liên tục từ đầu đến cuối nhá. Bao giờ hết mưa thì tôi về. Còn cứ mưa thì tôi vẫn cứ ở đấy thôi. Nhá. Uhm, ví dụ thứ ba này. Natsu jasumi no hay ototo wa mainichi puru de oyoi À là trong suốt cái kỳ nghỉ hè này. Thì cái thằng em trai ấy, ngày nào nó cũng đi bơi ở bể bơi. Ngày nào nó cũng đi bơi. Ở bể bơi nhá. Thì... Uh, bao giờ nó không đi bơi nữa thì sau khi mà hết cái kỳ nghỉ hè này thì nó mới không đi bơi nữa nhá, tại vì nó hai bé nó xuyên suốt với nhau mà. Ok chưa? Ví dụ cuối cùng nhá. Ok ne hiru ne o terebi o trong suốt cái khoảng thời gian mà mẹ nhá, mẹ nghỉ trưa, Hirune nhá, nghỉ trưa nhá, ngủ trưa ấy, thì đứa con nó đã xem tivi. Đứa con nó cứ xem tivi nhá thì bao giờ mẹ dậy thì nó không còn xem tivi nữa kiểu như là nó, đợi mẹ nó ngủ đi ấy, để nó lén nó xem tivi ấy. nó bao giờ thấy mẹ dậy là phải tắt ngay đúng không nhá thì hai vế nó phải diễn ra xuyên suốt liên tục với nhau Xuyên Nha? suốt liên tục với nhau ok chưa đó là nghĩa của thằng cách dùng của thằng ai đà còn thằng ai đà ní thì sao ai đà ní ấy, thì nó có một nghĩa giống với thằng nhân lúc với thằng ư Trì ní ấy. thì tí nữa mình sẽ phân biệt cho các bạn sau nhá À, thằng ai đàn ý thì mình cũng dịch là trong lúc nhé, trong lúc nhá thì cái chia giống nhau thôi cái chia của ai là đà vai đàn ý giống nhau thôi là về đự về tê đự về nai danh từ cộng nô ai đàn ý nhá nhưng mà cách dùng nó sẽ khác nhau hoàn toàn cái thằng ai đà thì hai vế nó diễn ra xuyên suốt từ đầu đến cuối đúng không Còn cái thằng này thì sao à, trong lúc trạng thái a đang tiếp diễn nhá thì trạng thái b thì b này nó thực hiện nhá, thực hiện b ấy. hoặc là b nó xảy ra một việc gì đó mang tính khoảnh khắc nhá cái này nó là cái điểm mấu chốt này mang tính khoảnh khắc trong một thời gian ngắn nhớ nhá cái này rất là quan trọng khoảnh khắc trong một thời gian ngắn và b nó không phụ thuộc vào a nhớ là b nó không phụ thuộc vào a và nó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn thôi ví dụ như là ở trong lúc tôi đi tôi đi đi chợ đi thì thằng trộm nó lẻn vào nhà thì có phải là thằng trộm nó ở trong nhà mình từ lúc mình đi chợ đến lúc mình mình về không không đúng không nó chỉ vào xong rồi nó ra kiếm cái gì nó ra chứ chẳng lẽ nó nằm lên đợi mình về à nhá nếu mà các bạn mà dùng sai các bạn sẽ dùng ai đà à thì người ta sẽ hiểu là ơ cái thằng trộm nào mà thằng trộm mà nó, nó, nằm trong nhà từ lúc mà đi chợ đến lúc mà về thì không được không được đúng không và chúng ta phải dùng ai đà ý là trong lúc mà tôi đang đi chợ thì thằng trộm nó lại lẻn vào nhá thì nhớ là trong khoảng thời gian ngắn và nó chỉ là khoảnh khắc thôi nhá và không vô thuộc vào ma và ngoài ra nó còn một nghĩa nó giống cái thằng cái thằng nhân lúc ấy là trong lúc mà đang trong lúc a trạng thái a ấy thì làm b nhưng mà tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm khác nhau của hai thằng này nhé à, chúng ta sẽ vào ví dụ là xịp số đấy rusoida dođobga hay tả là trong cái lúc nhá trong cái lúc mà tôi vắng nhà vì đi công tác này vì đi công tác đúng không thì thằng trộm nó đã vào đó vậy thì cái thằng trộm này nó không thể vào từ lúc tôi đi công tác đến lúc tôi về được mà nó chỉ vào nó chỉ vào một khoảnh khắc thôi chứ đúng không? Nó chỉ lén vào xong rồi nó hút được cái gì xong nó chạy luôn chứ đúng không? nhá thì nhớ là thằng này nhá. Hay là thằng thứ hai à ví dụ thứ hai nhá. Offroni haiteru aida ni Là trong cái lúc mà tôi đang tắm mà vào đang tắm bột à, tắm đúng không? Thì đã có động đất. À thì cái việc mà có động đất này thì nó không thể là diễn ra từ lúc tôi tắm đến cái lúc mà tôi tắm xong được. Còn mà chỉ khoảng khắc ví dụ đang tắm thì thấy Dung 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 ấy À thì mình À chắc là là có động đất rồi Đúng không? Chứ nó mà dung Từ lúc mà tắm đến lúc tắm xong ấy, Thì hỏng luôn <laughs> Nhá Nên chú ý thằng này nhá à, Tiếp theo này Kino no Kino no bang Nete du Aida ni Ase o takusan kakimasta Là Tối hôm qua ấy Thì trong lúc mà ngủ ấy Thì mồ hôi nó ra rất là nhiều Có cái từ là Ase o kakimasu là ra mồ hôi Hoặc là Asiga à AC ga Dmas nhá thì cũng là ra mồ hôi nhá. Thì uh, tối hôm qua trong cái lúc ngủ thì không phải là mồ hôi nó ra từ lúc ngủ đến lúc mà không ngủ nữa đến lúc mà thức dậy đúng không? Mà nó chỉ ra trong một chút thôi đúng không? Nó chỉ ra một lúc thôi, mình thấy nó ra rất nhiều mồ hôi chưa? Chứ còn mà ra từ lúc ngủ đến lúc mà thức dậy thì toang một đấy. <cười> nhá. <cười> tiếp theo nhá. D6 matte dani kono simung ngộ kata À, trong cái lúc mà tôi đợi tàu ấy thì tôi đã mua cái tờ báo này nó thì mình nay mình bảo rồi thì nó có một nghĩa giống cái thằng nhân lúc cái thằng ư chi à, nhân lúc làm với một à, nhân lúc trạng thái à, chưa thay đổi thì làm với b đấy nhưng mà thằng này nó sẽ có một cái điểm khác tí là mình sẽ phân biệt cho mọi người sau nhé yeah. à, hay là thằng thứ năm này Natsu Yasumi no Aida ni Takusan Rensuite oite kudasai ne là trong cái lúc mà kỳ nghỉ hè ấy, Thì hãy luyện tập thật nhiều vào nhé Đấy Thì cái này nó giống cái thằng nhân lúc ấy nhá Và đó là cách dùng của thằng uh, Ai đà và ai đà ní Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn phân biệt một chút Về cái nghĩa này Cái nghĩa của hai câu này nhá Của thằng ai đà ní và thằng ư trì ní Và cái nghĩa đây cho các bạn xem xem này uh, Phân biệt về ư trì ní và ai đà ní Còn cái thằng ai đà nó khác biệt hoàn toàn rồi Nên chúng ta không cần phải phân biệt nhá ờ uh, hai cái mẫu câu này thì đều có nghĩa là trong lúc hoặc trong khi nó diễn tả một sự việc hành động nào đó xảy ra trong khoảng thời gian đó uh, nhưng mà sẽ khác một chút như thế này là đối với những cái khoảnh khắc khoảng thời gian mà xác định rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thì thường sẽ dùng ai đà ní hơn là ư chi ní chúng ta đang bàn về cái nghĩa là um, nhân lúc chẳng thấy a chưa thay đổi và thực hiện hành động b của thằng ư chi ní này và cái thằng trong lúc uh, Um, đang tiếp diễn thì thực hiện hành động b đấy chúng ta đang bàn về nghĩa này nhé thì cái khoảng thời gian mà kết thúc uh, mà chúng ta xác định rõ được thì chúng ta sẽ dùng ai đản ý hơn là ư chí ý dụ nhé uh, Kono shimbun ngô d sao một mate de ai đản ý kata à, thì câu này chúng ta sẽ không dùng ư chí ý mà chúng ta sẽ dùng ai đản ý tại sao à, chúng ta sẽ dịch trước nhé là cái tờ báo này ấy, thì trong cái lúc mà tôi đang chờ tàu ấy thì tôi đã mua tôi đã mua hoặc là tôi đã mua trong lúc mà đã chờ đang chờ tàu vậy thì cái khoảng thời gian chờ tàu này mình có xác định được không chắc chắn là xác định được nhớ nhớ là cái khoảng thời gian mà xác định được rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc thì chúng ta sẽ dùng ai đặt ai đặt ý đúng không à, vậy thì cái việc chờ tàu này chắc chắn là nó sẽ có xác định được thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nên là người ta sẽ dùng ai đặt ý nhá à, hay là một ví dụ tiếp theo nhé Uh, à, Kuraku naranai uchi ni hayaku keirimasu à um, cái này mình sẽ dịch là nhân cái lúc mà trời còn chưa tối đúng không trời còn chưa tối thì hãy cùng về đi vậy thì cái việc mà xác định được trời tối với lại không tối mình không thể xác định được thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc được nhá nên là chúng ta sẽ dùng từ trì nĩ ok chưa? Nên các bạn nhớ uh, hiểu một cách uh, khác biệt đầu tiên là về cái, cái cách xác định khoảng thời gian uh, bắt đầu và kết thúc và một điểm nữa là thằng ư chi ní, thằng nhân lúc này này Thì nó nó bao hàm nghĩa là nếu trong khoảng thời gian đó mà không làm nhá Không làm thằng bé thì sẽ bị muộn mất Hoặc là có thể sẽ không còn cơ hội hay khả năng làm nữa nhá, Sẽ bị muộn mất nhá à, Còn thằng ai là ní này thì sao? Thì nó không bao gồm cái nghĩa đó mà nó chỉ đơn giản nói là một hành động Mà một cái việc nó là nên làm thôi Việc đó nên làm trong cái khoảng thời gian đó thôi nhá, Chứ không còn không phải là không còn cơ hội hay là không còn khả năng Nhá. ví dụ như cái câu lúc này mình bảo này à, đây trong cái lúc mà uh, trong cái lúc mà đợi tàu thì tôi đã mua từ báo này cái này này mình không mua thì sao không mua thì lần khác mua không 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 mua thì lần khác mua không quan trọng đúng không nhưng mà cái thằng ưu trí thì sao không mua ấy, thì sẽ bị muộn mất nhé thằng này không mua đây này ví dụ như là uh, nếu mà không về trong cái trường hợp một này nếu mà trời mưa mình không về thì sao thì sẽ à quên, nếu trong trường hợp mà mình không đi mua sắm sớm thì sao thì trời sẽ mưa. Mưa thì sẽ không đi được nữa, đúng không? Hoặc là sẽ không làm được nữa. Nó còn cái thằng à ai đà ní này thì không 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 có nghĩa đó nhá. Chỉ đơn giản là một cái việc mình nên làm thôi. Thì tí nữa cuối bài thì mình sẽ cho các bạn luyện tập sau nhá. chúng ta sẽ vào thằng ngữ pháp cuối cùng trong chuỗi trong video đầu tiên này. Đó là thằng VT này tội hoặc là vt kara de kereba chúng ta dùng thằng nào cũng được nhé nếu mà chưa thì sẽ không nhá. nếu mà chưa làm với một thì sẽ không thể làm với hai ví dụ như là à, nếu mà chưa 20 tuổi thì không được kết hôn đúng không? con trai 20 tuổi ngay 18 tuổi đúng không nếu mà chưa 20 tuổi thì sẽ không thể kết hôn à, hoặc là nếu mà chưa có bằng lái xe thì không được lái đúng không thì à, nếu mà chưa với một thì sẽ không có với hai nhớ là b này đây này, này cái um, cách chia thì nó chỉ đơn giản là vt thôi nhá vt cả là đến này tốt và vt cả là đến kỳ ba bà uh, cách dùng này nếu mà không thực hiện hoặc là hoàn thành a thì sẽ không thể b được nhá và chú ý là b là câu văn mang tính phủ định như là phải phủ định nhá hoặc là trạng thái tiêu cực nói chung là nó hay đi với thể khả năng ấy các bạn chú ý là thằng b nó hay đi với thể khả năng nhá và phủ định nhá phủ định một trăm phần trăm chúng ta sẽ đi vào một số ví dụ này Ưng tên Menkiyo, Totte, Caradena, Catada, Kuruma, Ưng tên để khi <laughs> này là nếu mà chưa thể lấy cái bằng lái xe này, Ưng tên Menkiyo là bằng lái xe nhé, thì không thể lái ô tô được, không thể lái ô tô được. đó à, Có cái thằng các bạn mình ghi đây là đến Na Catada thì cái việc mà là thể cũng là thiếu điều kiện thì các bạn cũng có thể chia thằng này cũng được, nhá, nhưng mà thằng này thì người ta ít dùng hơn. À, hay là ví dụ 2 nhá. Shugyo o shite kara de nai to ite wa ikenai yo. nếu mà chưa làm bài tập kiểu như là chưa làm xong bài tập ấy thì không được phép đi chơi đâu nhé. Nếu mà chưa thì sẽ không. Đơn giản là như vậy, các bạn hiểu đơn giản như vậy nhé. Shigoto à, shigoto ga owatte kara de nếu mà chưa kết thúc công việc ấy thì không được phép về đó hay đi thì khả năng nhá Đây là ví dụ thứ tư này oya to sodanste kara de nai to kimera de là nếu mà chưa bàn bạc với gia đình với bố mẹ đúng không thì tôi không thể quyết định được Đây là một vấn đề gì đó quan trọng ấy đúng không nếu mà chưa bàn bạc với gia đình bố mẹ thì không thể quyết định được ừ. À, ví dụ cuối cùng nhá, ví dụ sai ni nate kara de nai to osake o là nếu mà xưa 20 tuổi thì không được phép uống rượu. Ừ, cái này là lý thuyết thôi đúng không? Bây giờ uh, cấp 2, cấp 3 là người ta uống ở mầm rồi. <laughs> nha thầy lý thuyết là như vậy thôi, nếu mà chưa 20 tuổi thì sẽ không thể uống rượu được nha, các bạn nhớ nhé thì có chút này khá là dễ Nên là mình sẽ đi vào phần luyện tập cùng luyện tập nhé à, cái phần này thì mình sẽ thu nhỏ lại tí Điện tập nhé. Uhm. Chúng ta sẽ vào luyện tập của hai thằng Uchini và Aida Nī đã nhé. À, có một này, Okane ga aru Nani là chúng ta sẽ chọn một là Aida Nī, Aida à ai Aida, hoặc là Uchi à, Các bạn uh, suy nghĩ một chút nhé, cho các bạn suy nghĩ khoảng uh, 30 giây, 30 giây xem là các bạn có làm được câu này không nhé sau đấy mình sẽ nó án sau à, mình sẽ dịch uh, một chút các bạn có thể dịch là trong lúc cũng được ừ, hoặc nhân lúc cũng được nghĩa là các bạn chọn đúng là được nhé thì uh, cái này chắc trong lúc còn tiền đúng không hoặc nhân lúc còn tiền ấy thì hãy mua những cái đồ mà mua là đồ mà mình muốn đúng không ừ, mình sẽ được chưa các bạn xong chưa mình sẽ xét từng câu một cho các bạn nhé đầu tiên là thằng ai đà ai đà nó là trong suốt a thì b hai thằng liên tục vậy thì thằng này sai hoàn toàn cái này thì thằng b và thằng a nó không liên tục Nên là sai nhé à, sai đây sai còn thằng ai đàn ý thì sao ai đàn ý nó là um, trong lúc đang a thì b xảy ra một cái khoảnh khắc nào đó hoặc là thực hiện thực hiện hành động uh, này thực hiện hành động b đúng không còn thằng ư chi ní nó là nhân lúc ừ, nhân lúc mà còn tiền đấy thì hãy mua cái đồ mà mình mình muốn thôi đúng không vậy cái này thằng này sẽ là từ chỉ ní nhá đó. À, thằng thứ hai này kono diodi wa atsui ni cái này atsui chứ nhiệt nó là đang còn nóng ấy nhá à, cái món ăn này ấy thì trong lúc như nào đó đúng không thì hãy ăn đi đúng không? thì chúng ta sẽ dùng thằng nào à, cho các bạn 30 giây suy nghĩ nhá cái này giống kiểu mình đang tương tác trực tiếp ấy nhá 30 giây suy nghĩ đi xong rồi cho đáp bán đi xem có trùng với đáp bán của mình hay không nhá trong cái lúc mà um, món ăn này trong cái lúc mà như là đó thì hãy ăn đi ừ. trong lúc mà đang còn ấm đúng không? thì cái này mình sẽ dịch là nhân lúc chứ ừ, nhân lúc mà đang còn ấm thì hãy ăn đi đúng không nếu mà không ăn thì sao nếu không ăn thì nó sẽ nguội đi thì nó không còn ngon nữa vậy thì chúng ta phải dùng nhân lúc đúng không? còn cái thằng ai đà này là sai rồi hay là trong suốt thì sai rồi còn ai đàn ý nó là khoảnh khắc thôi đúng không khoảnh khắc thôi nên là sai luôn cho thằng ưu trí ý thôi nhân lúc nhá à, câu 3 nhá ofuro ni hai tay được hai tắt hito ga thì tê akita yo trong cái lúc mà tôi đang tắm buồn tắm này thì hai tắt sự là cái người chuyển phát đấy thì hình như là người chuyển phát đã đến đó người chuyển phát đã đến nhá Vậy thì cái thằng này không có chú ý các bạn phải xét nhá Cái việc mà cái người chuyển phát đến này không có chú ý Thì không thể dùng ưu chi ní này được Một không thể dùng ưu chi ní này được À không thể dùng cho cái nghĩa là nhân lúc được Đúng không? Còn cái thằng uh, Ai đà ní Thằng ai đà ní À thằng ai đà này trong suốt thì không phải như này Trong suốt thì không phải như này Đúng không? Vậy chỉ còn hai thằng này thôi Thằng này sai một nghĩa nhân lúc rồi nhá Còn một nghĩa là À, trong lúc đang a thì b dần 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 thay đổi đúng không dần dần thay đổi vậy chỉ còn thằng thằng uh, ai đà ní thôi ai đà ní uh, trong lúc đang làm với một thì uh, trong lúc rằng thấy a đang tiếp diễn chứ thì thằng b uh, xảy ra khoảnh khắc đúng không những cái gì khoảnh khắc thì cứ dùng thằng ai đà ní cho mình nhá những cái gì khoảnh khắc cứ dùng ai đà ní là được uh, câu thứ tư ni hồng ni đi vào cứ stay được nani ni Tokyo ni Là trong cái lúc mà tôi đang uh, du học này, du học ở Nhật Bản này thì tôi đã sống ở Tokyo. đã, đã sống Tokyo nhá. Làm đi các bạn cứ làm đi có thời gian làm, trước xong rồi xem đáp án nhé Thì các bạn phải biết phân tích nhá, phân tích cái vế sau ấy, nhá, cái vế sau và vế trước này. À, vế sau này là tôi đã sống ở Tokyo này và uh, trong thời gian du học này nhá. Uh, thằng Ai là trong suốt đúng không? trong suốt a thì b cứ tiếp diễn vậy thì um, trong suốt cái thời gian mà đi du học ở nhật bản thì tôi đã sống ở Tokyo tôi này nghe hợp lý luôn đúng không? thằng ai là nĩ thì sao ai là nĩ là khoảnh khắc không phải Cứ chi ní thì nó là nhân lúc thì không phải nhân lúc và trong khi dần dần thì không phải vậy đáp án của chúng ta sẽ là ai đã nĩ đó phải biết phân tích câu nhá câu 5 này ice cream o Tokyo là nhà nĩ ta bên nắp kẹo là 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 trong lúc mà cái thầy tô kê nó là tan chảy nhá lúc mà cái kem nó nó chưa tan đấy thì hãy phải ăn đi đúng không? phải ăn đi đúng không thì chúng ta sẽ dùng thằng nào đây ai đà ai đà ní hoặc là ư chín ý ai đà ní là loại đầu tiên đúng không ai đà ní là loại đầu tiên tại vì nó không suốt là hai đấy hai vế nó không xuyên suốt là sai còn thằng ai đà ní thì sao ai đà ní là khoảnh khắc đúng không khoảnh khắc và có thể có thể là thực hiện cũng được đúng không còn thằng Uchini thì sao? Nhân lúc ừ. Nhân lúc nó là hợp lý nhất Tại vì không ăn thì nó, nó tan chảy đi Thì còn nữa đâu mà ăn đúng không? Thì không làm thì sẽ bị muộn mất Không thể ăn được nữa Nên là phải dùng thằng này nhá, Phải dùng thằng này nhá ừ, Thằng này là sai Và câu cuối này Sensei no setsumeo kiteiru nani ni Dan dan wakate kita chúng ta để ý cái bế sau này là dần dần hiểu ra à, chúng ta sẽ biết ngay là phương án là gì đúng không những cái gì mà dần dần biến đổi thì chúng ta phải dùng là ai đã hay là ưu chi ní hay là ai đã ní chắc chắn là ai đã tí rồi thằng dần dần biến đổi mà đúng không thằng này là suốt này thằng này dễ phân biệt nhất này suốt thì không phải này thằng ai đà thì nó là uhm... khoảnh khắc nó là khoảnh khắc nhá nên cũng không phải sai luôn nó vậy đáp án cuối cùng chúng ta là ở chín ý nhá thì các bạn cố gắng luyện tập thật nhiều vào và phần cuối cùng nữa đó là phần dịch câu thì cái phần này thì mình sẽ không mình sẽ không ấy nhá <laughs> mình sẽ không dịch luôn cho mọi người mà các bạn sẽ chụp một là chụp ảnh vào nhá hoặc là uh, sẽ uh, làm làm trực tiếp trên này xong các bạn bình luận ở dưới ấy. thì mình sẽ sửa cho các bạn từng câu một câu nào đúng câu nào sai nhá hoặc là các bạn làm xong các bạn gửi vào trong nhóm cho mình là được nhá. Ok các bạn chụp lại đi, các bạn cho chút thời gian các bạn chụp lại cái phần này, này nhá. Hoặc là các bạn thí là xong uh, sau khi công chiếu thì các bạn xem lại video cũng được nhá. Tại vì nó làm video công chiếu ấy nên là mình muốn là cho các bạn là uh, mình làm cái video nó cũng ngắn gọn mà làm nói chung là um, chỉ uh, hướng dẫn nó cũng hơi nhanh một chút nên là các bạn cố gắng xem lại nhá, các bạn xem lại video nhá, tại vì video nó là lưu luôn trên YouTube mà nhá. Uh, ok, um, vậy là mình đã xong Ngày uh, đầu tiên Video đầu tiên trong chuỗi 30 ngày Học um, hết ngữ pháp Sinh ngân zin ba Và nếu có vấn đề gì sai sót thì mong mọi người thông cảm nhé Arigato gozaimasu